Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chỉ Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào hai khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút mỗi tối. Tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện Thú Vui Hoan Lạc được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Chắc hẳn là trong đầu của chúng ta luôn nghĩ rằng mẹ chồng của Nhi là một người đàn bà vô cùng tốt bụng, yêu thương chăm sóc cho cô, quan tâm cô và mong muốn cho cô nhanh chóng có thai. Nhưng mà ngày hôm nay thì bộ mặt thật của bà ta mới được lật tẩy và bà ta có âm mưu gì đối với Nhi? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của tập 4 ngày hôm nay. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy cùng chia sẻ video này đến với tất cả mọi người. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức Tôi đẩy Vũ ra bên ngoài Đóng cổng lại Rồi chạy một mạch về phòng thay quần áo Mẹ hỏi tôi đi đâu Tôi đành phải nói dối đi dự sinh nhật bản thân của mẹ chồng Trước khi ra ngoài tôi không quên Mang theo vì thuốc Mà cái vi dặn dò tôi Khi đi gặp Vũ phải mang theo Em mặc cái gì thế? Tôi vừa ngồi vào xe Thì nhận được một câu hỏi khó chịu của Vũ Mặc quần áo chứ mặc cái gì? Cởi áo khoác ra Không, Tôi sợ chúng gió. Yên tâm, anh biết cạo gió, không phải sợ. Vũ Nhàn Nhã gõ gõ tay lên vô lăng, y như rằng nếu như tôi không cởi áo thì anh ta không đi. Tôi bực bội cởi áo ném ra sau ghế. Da tôi vốn trắng, lên những vết bầm tím ở cánh tay, anh ta nhìn thấy rõ. Anh ta nhíu mày và không nói thêm gì. Chiếc xe lúc này cũng chịu rời khỏi nhà của tôi. Nhưng mà chúng ta đi đâu chứ? Đi khách sạn Tôi trợn mắt nhìn Vũ Anh ta không thể nào đứng đắn quá 2 phút Tối nay Vũ mặc áo thun trắng dáng người cao giáo Không khác gì người mẫu Kiểu ăn mặc này Nhìn anh ta trẻ trung hơn hẳn Nhưng khuôn mặt đang cười kia Nhìn đều kinh khủng Vũ nhách môi và nói tiếp Làm sao Hay là em muốn ở trên xe Anh thôi ngay cái kiểu nói chuyện đó đi Kiểu nói chuyện đó là kiểu gì Nhìn đều có mỗi mình em chê anh đều thôi Các cô gái khác sợ anh đá Tất nhiên là không dám nói rồi Thế còn em thì sao Em không sợ à Tôi không phải là bọn họ Vũ đột nhiên bật cười một cách khó hiểu Tôi cũng chẳng thèm đoán tâm tư của anh ta làm gì Trong mấy giây đèn đỏ Tôi nhắn tin cho Vi Nó dặn tôi nhân lúc Vũ không để ý Thì nhớ ra tay Tránh được lần nào hay lần đó Vũ chỉ nói đùa Anh ta đưa tôi đến một quán bar cũng không phải là hâm đến mức chạy tới nhà đón tôi đi khách sạn chúng ta vào thôi này nếu như ai nhìn thấy thì sao thì kệ chứ làm sao hay là em muốn viết ba chữ em có chồng lên trên chán của em nếu được tôi cũng muốn viết hai chữ sở khanh lên chán của anh lát anh cho em viết thoải mái vũ đi trước tôi cúi mặt đi sau có vẻ anh ta là khách quen ở đây vừa mới xuất hiện nhân viên đã đưa chúng tôi lên trên tầng các phòng lúc này đều đóng cửa hành lang dài chỉ có mấy nhân viên phục vụ ra vào vũ dừng lại dựa lưng vào tường và hất cằm nói với tôi em vào trong trước đi tôi sao thế sợ à anh ta định nắm tay nhưng bị tôi hất ra vũ cười cười lắc đầu và mở cửa bên trong ồn ào khác hẳn với không khí bên ngoài một đám đàn ông đang ngồi uống rượu tuổi tác cũng xem xem với Vũ. Ô, anh Vũ, đổi gu à? Không thích mấy em ngực to chân dài à? Đủ xài là được. Đây cũng không nhỏ lắm đâu. Một chàng cười ha hà, hà vang lên, làm tôi chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng lại bị một cánh tay, kéo tôi phải ngồi xuống. Bên cạnh mấy người đàn ông kia, đều có một cô gái. Tôi đang ngồi bên cạnh Vũ, vừa đủ bốn đôi. Một người trong số đó lúc này lên tiếng. Bông Hoa mới, biết uống không anh Vũ? Biết. Rất giỏi, nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì. Có thật không anh? Sao em thấy mặt cô ta như mất sổ gạo thế kia? Vũ lúc này khoác tay lên bà vai của tôi, kề môi sát vào, không có một chút liêm sỉ, đùa cợt tôi. Chỉ một lát thôi, rồi chúng ta đi khách sạn. Ngoan nhé, đừng có giận. Ai muốn đi khách sạn với anh chứ? Vũ nghe như vậy thì kéo tôi vào trong ngực của mình. Tôi ghi hai tay thật mạnh lên đùi của anh ta. Vũ quá đau nên bóp eo tôi trả đũa. Hơi thở nóng như lửa đang thổi vào tai của tôi. Tuy trong phòng rất náo nhiệt nhưng mà giọng nói trầm ấm vang lên rất rõ. Đến đây thư giãn thì nên vui một chút. Ấy, anh Vũ còn chưa uống rượu mà lại ôm ấp thế kia là sao chứ? Trong ngực của tôi đang đập không thể nào kiểm soát được. Mùi men rượu cộng với ánh sáng mờ ảo khiến đầu óc của tôi lâng lâng. Vũ đưa lên môi tôi một ly. Anh ta biết rõ tôi uống rất kém nhưng lại rót cho tôi rất nhiều. cánh tay săn chắc như gọng kìm. Tôi muốn đẩy ra nhưng bị Vũ ôm cứng ngắc. Uống cùng với anh một ly. Tôi không biết uống. Vậy thì anh dạy cho em biết. Vũ uống một ngụm rồi bất ngờ cúi xuống. Tôi trợn mắt nhất quyết không hé môi, chất lòng cay xè bị chặn bên ngoài, mang theo một hơi men chảy xuống áo của tôi. Vũ không hài lòng luồn tay vào váy của tôi, hành động tiếp theo khiến tôi hoàng hốt, chụp tay của anh ta lại. Cuồng họng của tôi lúc này bị thiêu đốt, bởi bao nhiêu là rượu còn sót lại trong miệng. Anh lúc này đều đầy hết sang cho tôi, đầu lưỡi mềm mại chuột vào, cùng tôi chơi trò mèo vườn chuột nhưng tôi không phải là đối thủ của vũ mỗi một hơi thở đều bị anh ta chiếm lấy tôi co rúm hai tay đang chặn bàn tay không được đứng đắn của anh những chàng cười khả ố khiến cho tôi càng xấu hổ hơn cơ thể của tôi bắt đầu run rẩy vũ không được gọi tên anh thêm một lần nữa đi vũ tối nay em cũng nên gọi như vậy tôi thở dốc như cá mắc cạn anh ta cũng chịu dừng lại, không có hành động quá đáng hơn. Anh để tôi ngồi ngay ngắn, ly rượu vừa rồi anh ta ngược cổ uống hết. Anh Vũ, nào nào, tối hôm nay hơi bị kích thích đấy. Cô ấy là người hay dỗi, nên phải dỗ dành bằng cách này mới chịu. Dỗ khéo thế, có khi cả ngày lại không xuống được giường anh Vũ nhỉ? Đúng là chọn bạn mà chơi, Vũ không đứng đắn, đám bạn của anh ta càng ghét hơn. Bọn họ vừa uống rượu vừa bàn luận sôi nổi về phụ nữ. Tôi khinh thường ngồi một bên, không hé môi nửa lời. Tình cũ của anh dạo này vẽ vãn lão phùng đấy, anh Vũ à? Lão ta già rồi, mà cô ta không thả. Còn đấy nó muốn trèo cao, già trẻ gì nó chả vơ tất. Em biết ngay, không quá một tháng, anh đá nó mà. Đang bảo mang thai con của tao. Đúng là cái con ngáo đá, hình như bọn họ đang nhắc đến diệp bỗng một cô gái mặc áo hai dây đối diện lên tiếng nãy giờ tôi để ý cô ta cứ len lén nhìn mình em thấy bông hoa mới của anh quen quen anh vũ à em đừng nói rằng gặp cô ấy ở chỗ thẩm mỹ chung với em dạ không em nhớ là gặp ở đâu rồi thì phải không nhớ thì đừng cố nào uống đi bầu không khí nhanh chóng trở nên ồn ào bởi men say đã ngấm vào trong người. Tôi lạc què ngồi một chỗ, nhìn bọn họ đốt tiền. Những chai rượu ngoại được phục vụ đem vào. Số tiền bọn họ chi cho một đêm như vậy, bằng tôi làm cả năm. Vũ đứng lên đi vệ sinh. Anh ta xoa đầu tôi như một đứa con nít. Ngồi ở đây, chờ anh nhé. Vũ chưa say, nhưng với tình hình này, tối nay anh ta không dễ gì, để tôi về nhà. Vũ đi một lát, tôi lấy cớ ra ngoài nghe điện thoại. Đi ngang qua hành lang, rẽ vào nhà vệ sinh. Tôi nghe giọng của Vũ nên dừng bước. Em nên có trường mực. Tối nay về nhà ngay cho anh. Sắp tới không được qua đêm với cậu ta. Đợi Nhi mang bầu rồi tính tiếp. Anh ta đang nói chuyện với Dương sao? Tôi hồi hộp và lắng nghe tiếp. Em không thể nào lừa dối cô ấy cả đời. Chuyện này em và mẹ tự ý quyết định. Anh giúp em như vậy là quá đủ rồi không biết dương nói gì mà nhìn mặt vũ trầm ngâm một lúc sau anh ta mới đáp lại làm gì thì làm phải suy nghĩ đến hậu quả đừng có chuyện lại quay sang tìm anh giải quyết cậu ta muốn chia tay thì cứ việc mà chia tay vũ nói chuyện nghe rất dứt khoát có thể vì tuấn không chấp nhận để cho dương thụ tinh nhân tạo nên hai người họ mới cãi nhau tôi không biết anh ta yêu dương nhiều đến mức nào nhưng tôi cảm thấy tình yêu của tuấn chứa đựng sự ích kỷ. Tôi quay lại trước Vũ, ba cặp đôi kia đang ôm nhau và có những hành động mờ ám. Tôi ngồi xuống ghế, thấy không ai chú ý đến mình, liền thò tay vào túi sách, lấy ra một viên thuốc, bỏ vào trong ly rượu của Vũ. Vừa rồi khi nghe câu cuối cùng trong cuộc điện thoại kia, tôi không thể nào ngồi yên được. Chẳng biết Dương thuyết phục bằng cách nào mà lại khiến Vũ nhận lời giúp tôi lần cuối. Mà tối nay đó chính là cơ hội. Đám người kia nhìn thấy Vũ vào cũng không thèm tách ra. Anh ta cười khẩy ngồi xuống và ôm lấy eo của tôi. Em muốn về chưa? Ừ. Um, anh uống hết đi. Vũ nhìn ly rượu đỏ sóng sánh vài giây, trong vài giây đó tôi như nín thở, cuối cùng anh ta cũng cầm lên. Đúng lúc chuông điện thoại reo, tôi giật bắn như có tật giật mình, là cái vi gọi cho tôi. Tôi nhấn nút từ chối, nhìn sang thì thấy ly rượu của Vũ trống không, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Kìa, anh Vũ, anh về sớm thế à? Người đẹp muốn lăn giường sớm, nên anh phải về. Tôi giả vờ tức giận bỏ đi trước, Vũ chậm rãi đuổi theo tôi. Ra đến thang máy, tôi đi chậm và đợi anh ta nói chuyện. Chìa khóa xe đâu? Anh muốn say rồi, để tôi lái. Đấy, một đát nữa thuốc mê bắt đầu phát huy tác dụng Để anh ta lái xe Chẳng khác nào chơi đu dây với tử thần Vũ bước vào thang máy chung với tôi Mùi rượu lúc này hừng hực sau gáy Làm tôi nhột nhạt Nổi cả da gà Đừng Mồi mỏng dán vào tai của tôi Ướt át chiêu đùa Tôi chống tay lên thang máy Cố chịu đựng một chút Hai tay của Vũ ôm lấy eo của tôi Kéo vào trong ngực của anh từ phía sau nắm cầm của tôi ép ngửa ra. Nụ hôn rơi xuống như mưa. Vũ thích thú hôn khắp mặt tôi, tiếng cười nhẹ phát ra từ yết hầu nghe vô cùng gợi cảm. Thằng máy đến tầng, Vũ cũng buông tôi ra, còn tận tình chỉnh lại cổ áo giúp tôi. Đây là lần thứ hai tôi chờ Vũ khi chưa có bằng lái trong tay. Gần nửa đêm, đường phố vắng vắng vẻ vẻ, tôi vừa quan sát đằng trước, vừa nhìn gương chiếu hậu, Mới rời khỏi quán ba một đoạn, nhìn thấy Vũ dựa vào ghế, hai mắt của anh thiêm thiếp. Qua khỏi đèn đỏ, tôi tìm một chỗ tấp vào, vỗ mấy cái vào mặt của Vũ, ra mặt anh ta rất mịn, sờ vào như da em bé. Tôi dùng lực hơi mạnh, nên trên má anh ta, in dấu tay đỏ ửng. Thế nào rồi? Anh ta ngấm thuốc chưa? Bất tỉnh rồi, thế bây giờ tao phải xử lý anh ta thế nào? Mày tìm một khách sạn nào đó, vứt đại vào. Xong nhắn tin địa chỉ Tao qua đón mày Thôi tao đi taxi được rồi Đi với mày tao sợ lắm Tôi cúp máy rồi khởi động xe Tìm một chỗ nào đó Vứt tên bậm rượu này cho khuất mắt Tôi chạy một đoạn mới nhìn thấy khách sạn Vũ đang bất tỉnh Nên tôi phải nhờ bảo vệ Đỡ anh ta lên phòng Vũ rất nặng Tôi và bảo vệ khó khăn lắm Mới lôi kéo được anh ta lên trên phòng Bảo vệ đỡ anh ta lên giường Rồi cười, lau mồ hôi nói Cậu ấy say bất tỉnh luôn rồi cô ạ. À? Dạ vâng, cảm ơn anh. Tôi không nói rằng anh ta uống phải thuốc mê nên mới bất tỉnh nhân sự. Xử lý anh ta xong, tôi cũng nên đi về. Nhưng tiếng chuông điện thoại đang reo nếu kéo bước chân của tôi. Là của Vũ. Anh ta nằm im như chết. Có biết trời trăng mây gió gì đâu. Tôi lưỡng lự rồi ngồi xuống giường thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra. Bỗng một bàn tay chụp lấy tay của tôi Cơ thể bất chợt bị kéo đổ ập xuống giường. Tôi há hốc miệng khi nhìn thấy Vũ đang mở mắt nhìn tôi, môi mấp máy. "Anh sao lại?" "Bất ngờ lắm sao? Anh lừa tôi." "Em mới là người lừa anh. Em dám bỏ thuốc mê vào rượu cho anh." "Anh tránh tôi ra." Tôi đánh mạnh lên ngực của Vũ, định ngồi dậy nhưng lại bị anh ta kéo ngược trở lại vũ tận tình đoạt lấy từng hơi thở khiến cho tôi choáng váng chiêu này của tôi vô tình dâng mình cho sói tôi không nghĩ rằng ly rượu đó vũ lại đổ đi chẳng hề uống lấy một giọt từ đầu đến cuối anh ta chỉ giả vờ mà thôi tên khốn nạn này quả là gian xảo Bị ôi anh ta còn cười tôi vờ túi sách bên cạnh đập vào đầu của vũ nhân lúc anh ta bị đau liền bỏ chạy nhưng hai chân của tôi chỉ vừa chạm đất lại bị Vũ cười nhạo. Em định ra ngoài với bộ dạng như vậy sao? Vũ dựa lưng vào giường, ngón tay móc áo ngực của tôi, xoay xoay khiêu khích. Ý thức được nửa thân trên đang cởi trần, tôi vội vàng dùng tay che chắn, mím môi run rẩy. Trả đây cho tôi. Em tự đến mà lấy. Đồ đều. Nhìn thấy chiếc áo thun, Vũ vừa mới cởi, đang nằm rất gần tôi. Máng anh ta xong, Tôi vội vàng chạy đến và nhặt. Buông tôi ra. Bây giờ muộn rồi. Em còn trông đối. Là đến sáng đấy. Tôi là em dâu của anh. Anh có còn liêm sỉ không? Anh không biết liêm sỉ là gì. Vũ ôm tôi từ sau rồi ném tôi lên giường. Đầu óc còn đang choáng váng. Thì hai chân của tôi bị anh ta túm chặt. Đem chân váy dài trên người tôi. Kéo mạnh xuống đất. Anh thích vật nhau trên giường cơ. Tôi chụp lấy cây gối ném về phía anh ta, nhưng mà Vũ tránh được, thân hình cao lớn trồm tới. Váy của tôi lúc này đã rơi xuống. Anh ta kéo tôi vào trong ngực, mùi hương da thịt cận kề khiến cho tôi dạo rực. Vũ dùng đùi cố định đùi tôi, hai tay bị anh ta giữ trên đỉnh đầu, bầu ngực ướn căng hết cỡ, đầy vào miệng của anh ta. Lần đầu tiên tôi tưởng rằng là tôi dành cho chồng mình, nhưng oái âm là Dương không hề chạm vào tôi, mà để cho anh trai mình, thay anh ta động phòng. Một lần rồi đến hai lần, cứ như vậy tôi vào vũ dây dưa với nhau, để cho Dương và Tuấn, một đứa con. Chẳng ai tốt bụng đến mức ngu ngốc như vậy. Tôi nhất định không mang thai, không sinh con cho bọn họ. Sao không tập trung? Anh từng nói với tôi, nếu như tôi mang thai, anh không động vào tôi nữa, có phải không? Ừm. Hôm qua tới giờ Tôi không uống thuốc tránh thai Chưa chắc chắn Nhưng tại sao tôi phải mang thai chứ Chúng ta Em mang thai con của anh Hay là của Dương đều được Vậy thì anh đừng như thế này nữa Nhỡ như đứa bé là con của anh thì sao Nó sẽ bất hạnh đến nhường nào chứ Nụ cười của Vũ lúc này sượng dần Thấy như vậy tôi tiếp tục Tôi yêu Dương Tôi muốn sinh con cho anh ấy Chúng ta dừng lại đi. Tôi là em dâu của anh. Đó là điều không thể nào thay đổi. Sau đêm này, tôi cho em tọa nguyện. Anh nói thật chứ? Ừ. Vậy thì anh thề đi. Em không tin tưởng anh đến như vậy sao? Tôi mạnh dạn lắc đầu. Vũ không hài lòng đầy hông mạnh hơn. Tôi mím môi thở dốc, khoái cảm chồng chất kéo tôi trầm mê. Vũ có vẻ muốn đánh cược. Hết hy vọng vào đêm cuối cùng này tôi tin anh ta giữ lời bởi vì trước đó vũ không muốn giúp dương nữa trong cơn mơ màng tôi thấy vũ ôm mình vào nhà vệ sinh cả người của tôi mềm nhũn không còn sức nói lý lẽ để mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm alo con đang ở cùng với nhi vũ đang nhắc đến tên của tôi vì đang nằm trên ngực của anh ta nên tôi loáng thoáng nghe được giọng của mẹ chồng dương về nhà chưa dạ chưa nó si mê cái thằng đó quá rồi con phải cảnh cáo cậu ta đi mẹ chỉ mong hai đứa nó sớm chia tay nó đang xúi em con chống đối lại mẹ đấy mẹ chồng có vẻ không ưa tuấn tôi cũng cực kỳ ghét anh ta bởi vì tuấn là người tình của chồng tôi và cả cái tính thích thể hiện của anh ta vũ không biết tôi đã tỉnh lúc này hạ thấp giọng nói với mẹ chồng khi nào Dương về bảo nó qua đây đón Nhi. Không biết mấy giờ rồi không gian trở nên yên ắng. Đợi vũ cúp máy được một lát, tôi giả vờ ngọ nguậy và tỉnh táo. Bàn tay to lớn xoa đầu của tôi, lười biếng chưa muốn ngồi dậy. Mấy giờ rồi? Bảy giờ. Sao anh không đến nhà hàng? Đến muộn cũng không sao. Tôi phải về. Em có tắm chung với tôi không? Đừng quên. Anh hứa gì với tôi? Tôi lườm Vũ, sau đó đẩy ra và túm chăn ngồi dậy. Anh ta vẫn chưa muốn rời khỏi giường, chống tay nhìn tôi mặc quần áo. Thứ hai em nhớ quay lại làm việc. Tôi được nhận chính thức rồi có phải không? Ừ. Nhà hàng là nơi chồng tôi và Tuấn gặp nhau nhiều nhất, hai người họ chắc chắn không thể nào che giấu được tình cảm. Vũ không nghi ngờ gì, tôi rời khỏi đó trước anh ta việc đầu tiên tôi làm khi về nhà là mua thuốc tránh thai uống ngay điện thoại của tôi không biết cài im lặng từ khi nào vậy nên hai cuộc gọi nhỡ của dương tôi không nghe máy con ở lại bên đấy à sao không gọi về cho bố mẹ con về muộn sợ bố mẹ ngủ rồi nên con không gọi sáng nay chồng con chưa về sao dạ lát nữa anh ấy qua đó tôi lên phòng vệ sinh cá nhân xong nghe giọng của dương bên ngoài Alo, vợ, em đang tắm đi à? Có chuyện gì không ạ? À? à không có gì, em tắm đi Anh chờ ngoài này Anh lấy em một bộ váy với Tôi muốn xem thử Dương có cảm giác với mình hay không Dù biết hy vọng rất mong manh Nhưng mà tôi rất muốn thử Anh nghe điện thoại một chút Dương từ chối khéo Rồi im lặng Nước từ vòi sen không ngừng sôi xuống Cuốn trôi những giọt nước mắt lắng lẽ của tôi Người mà tôi yêu và cưới lại không hề yêu mình. Thậm chí tôi còn phải tìm chứng cứ chồng tôi ngoại tình để chủ động ly hôn. Đau lòng cay đắng, tôi phải nuốt ngược vào trong vì sự quyết định sai lầm của mình mà bố mẹ tôi cũng bị ảnh hưởng. Tôi quấn khăn tắm bước ra ngoài, Dương không còn trong phòng. Anh sợ đến mức tôi mới nhờ lấy dùm tôi một bộ đồ thì vội vàng tránh né. Tôi xin phép mẹ chồng ở lại hai ngày. Nhưng Dương lấy lý do nhớ tôi Nên muốn đón về sớm Bọn họ muốn kiểm soát tôi trong tầm mắt Mọi sự quan tâm đều đổ dồn Vào cái bụng phẳng lì của tôi Mới bước tới cầu thang Tôi nghe tiếng Dương và mẹ Nói chuyện rôm giả Hai hộp kim chi Mẹ để đây nhá Lát về phải nhớ lấy giả đấy Còn có một người bạn rất thích ăn kim chi Đợt trước con cho cậu ấy ăn thử một ít mẹ làm Lần nào gặp cũng nhắc khen ngon đấy mẹ Thế à? Thì thì để mẹ lấy thêm cho cậu ấy. Dạ thôi mẹ, nhiều đây đủ rồi. Đây đây, đang còn nhiều lắm. Còn mang hết về, chia cho bạn. con thay mặt cậu ấy cảm ơn mẹ. Có cái gì đâu mà cảm ơn. Mẹ làm, nên ăn uống đảm bảo hơn bên ngoài. Hết rồi báo cho mẹ nhá. Dạ vâng ạ. À. Người bạn mà chồng tôi đang nhắc đến, tôi biết là ai. Trước mặt mẹ tôi, Dương không hề kiêng rẻ. Vui vẻ lấy mấy hộp kim chi để sẵn vào bịch còn cẩn thận chia ra làm hai phần lồng ngực của tôi căng tức như có ai đấm vào nhưng mà tôi phải cố nhắm mắt làm ngơ thốt lên tiếng gọi nhạt nhẽo chồng ơi em tắm xong rồi à anh đem đồ ra xe nhé dạ vâng bé hân đi học nên chỉ có bố mẹ ở nhà nhìn quanh phòng khách không thấy bố đâu tôi mới lên tiếng hỏi bố đi đánh cờ với chú thi à mẹ Ông ấy đang tỉa tót mấy chậu lan mà chồng con vừa mới đem sang. Dạ con về đây, sắp tới con bận nên có khi nửa tháng con mới về. Ôi dạo, nhà gần ngay đây có phải xa xôi gì đâu, hôm nào rảnh thì về. Lên xe tôi nghe điện thoại, Dương đang rung nhưng mà anh chỉ nhìn tôi rồi tắt. Vũ diễn giỏi nhưng so với chồng tôi thì kém xa. Dương thích sắm vai một người con rể tốt, một người chồng quan tâm và yêu chiều vợ hết mực tôi để ý mỗi lần tôi vào vũ phát sinh quan hệ xong bọn họ lại tặng quà y như trả công vậy hôm qua là quần áo sáng hôm nay là mấy chậu lan hiếm mà bố tôi nhắc đến mãi nhưng lại không dám mua vì thế nào rồi vợ nó ổn rồi tên cặn bã đó bắt cá hai tay không xứng với nó em ghét nhất cái loại đàn ông đều cáng như vậy hết yêu thì chia tay Đằng này còn đang quen Nhưng sau lưng lại cặp kè người khác Đúng là bị ổi anh nhở Ừ Sương cười gượng Đáp lại cụt ngồn Rồi lại truyền đề tài Tối qua anh Vũ đi đâu không về Cãi nhau với mẹ Anh ấy chuyển ra ngoài sống rồi Cãi nhau vì chuyện gì anh có biết không Anh cũng không rõ Hình như anh Vũ Còn qua lại với cô siêu mẫu gì Nên không chịu đi xem mắt Với người mà mẹ sắp xếp Mẹ chồng tôi lại muốn làm cái gì đấy? Để Vũ dọn ra ngoài, chắc chắn có âm mưu gì khác. Hoặc anh ta giữ lời không chạm vào tôi nữa. Tôi đang hy vọng khả năng thứ hai xảy ra. Vũ Lan mở cổng cho xe chạy vào. Tôi vừa bước xuống, Vũ đon đà hỏi tôi. Hôm nay mà uống thuốc bổ chưa? Dạ con uống rồi. Vợ cháu làm sao mà quên được Vũ? Không chừng mợ nhi có tin vui rồi đấy cậu. Dương cười xòa ôm vai tôi, vui vẻ bước vào trong nhà. Mẹ chồng đang cắm hòa ở trong phòng khách, thú vui hàng ngày của bà ấy, ngoài mua sắm ra, còn trang trí nhà cửa. Uống trà, dạo phố với bạn bè. Bà ấy nói rằng khi nào tôi mang thai, không cần đến nhà hàng làm việc. Lúc đó cuộc sống của tôi chắc hẳn cũng giống như mẹ chồng. Chỉ khác là địa vị của tôi trong gia đình này, không hơn không kém, một cây máy đẻ. Mẹ, vợ chồng con về rồi. Ờ. À, mẹ chồng tôi rút khăn giấy trên bàn, tỉ mỉ lau tay rồi ngắm nghía lọ hoa hồng mới cắm, chậm rãi nói tiếp. Mẹ hẹn mấy bà bạn đi uống trà, con thay quần áo rồi đi cùng với mẹ. Con cảm thấy trong người hơi khó chịu, để hôm khác có được không mẹ? Bà ấy ngước lên nhìn tôi, rồi đăm chiêu gật đầu, Dương đưa cho Vũ Lan hai hộp kim chi, nói là mẹ tôi gửi mẹ chồng nghe thấy nhưng chỉ cảm ơn qua loa hình như bà ấy không thích ăn kim chi giống như lời dương nói buổi trưa chỉ có vợ chồng tôi ở nhà ăn cơm xong dương giả dạ vờ nghe điện thoại gần nửa tiếng đồng hồ để tránh gần gũi với tôi nằm trên giường tôi cũng vờ thiêm thiếp như sắp ngủ mang tiếng là vợ chồng nhưng chúng tôi bắt đầu đề phòng lẫn nhau dương đứng ngoài ban công một lát sau đó nhìn vào dường như chỉ đợi đến lúc tôi say giấc anh mới dám bước vào. Theo thói quen uống một ly nước rồi nằm xuống giường, giường xoay lưng về phía tôi, khoảng cách chỉ bằng một cánh tay nhưng mà để chạm đến trái tim của anh lại xa xôi thăm thẳm. Tôi nằm nhìn bóng lưng của chồng một lúc, sau đó ngồi dậy. Dương ngủ say như đang bất tỉnh, bởi vì tôi lén bỏ thuốc mê vào trong bình nước. Nhìn gương mặt điển trai hiền lành đang nhắm nghiền mắt, tim của tôi co thắt lại cơn nhói lên ở ngực như nhắc nhở tôi nên làm gì tiếp theo. Tôi với tay lấy điện thoại, dương để trên tủ đầu giường rồi ấn dấu vân tay của anh để mở khóa. Số điện thoại gửi tin nhắn kỳ lạ mà hôm trước bé Hân nói rằng mật mã tình yêu là của Tuấn. Ở mục tin nhắn còn sót lại hai tin. Hình như Dương đã xóa đi rồi. Tôi vào xem ở tin nhắn Zalo thì mới thực sự bị sốc hai chân bồn rùn, vội vàng ngồi xuống ghế mắt tôi mở to dán chặt vào màn hình tin nhắn tuấn vừa gửi sáng nay cho chồng tôi có một đoạn video hai phút tôi run run bấm vào xem thử hình ảnh hai thân thể trần chuồng quấn lấy nhau kèm theo những tiếng thở giấc nặng nề đầy thỏa mãn hai người đàn ông đang ghì nhau xuống giường và hôn hít tôi nổi hết da gà chưa từng chứng kiến chuyện này bao giờ Tiếng riêng gì của Dương Nghe sao mà xa lạ quá Anh ôm lấy mặt Tuấn hôn thắm thiết Tình cảm mãnh liệt Được thể hiện bằng những hành động Khiến cho tôi phải xấu hổ Tối mai đến với anh nhé Em không biết Mà kệ tất cả đi Không ai có thể ngăn cản tình yêu của chúng ta Mẹ có vẻ không vui Em sợ bà ấy gây rắc rối cho anh anh không sợ bởi vì anh yêu em tôi dựa vào ghế đờ đẫn nhìn chồng mình đang nằm trên giường anh và người đàn ông trong video như hai nhân cách hoàn toàn khác nhau ở bên cạnh tuấn anh mới sống đúng với giới tính thật của mình họ có sở thích quay lại cảnh làm tình rồi gửi cho nhau tôi không cần tìm đâu xa trong điện thoại của chồng tôi có đầy bằng chứng anh ngoại tình tin nhắn gần đây nhất là bức ảnh chụp hộp kim chi của mẹ tôi với dòng tin nhắn chiều mến rằng chiều nay chồng tôi sẽ đem cho tuấn lục lại những tấm ảnh rất lâu trước kia bọn họ đi du lịch rất nhiều nơi nhưng toàn ở nước ngoài có lẽ ở đó không ai biết nên họ mới công khai thể hiện tình cảm với nhau như vậy tôi ngây ra trước một tấm ảnh cô gái mặc bộ váy màu vàng nhạt đang mỉm cười kia không ai khác chính là tôi Anh thấy thế nào? Ừ, xinh Không phải anh đang ghen đấy chứ Anh ghen thì thay đổi được gì Trong khi em muốn cưới cô ta Em cưới vợ chỉ là hình thức thôi Anh Vũ Cũng vừa mắt với Nhi Chịu, tóm lại là anh không ưa cô ta Bọn họ nhắc đến tôi không phải một lần Thậm chí Tuấn còn dùng những lời lẽ Cực kỳ khó nghe để chế nhạo tôi bởi vì ngủ với ai mà tôi không biết. Đau đớn là Dương còn hùa theo để châm biếm tôi. Tất cả những dòng tin nhắn, những đoạn video tôi gửi qua điện thoại mình. Sau đó tôi gọi cho cây vi. Tôi không muốn sống chung nhà với những con người đáng sợ này. Tôi nhất định phải rời khỏi đây. Nước mắt thì nhau rơi xuống. Tôi mím môi để không bật ra tiếng nước nở. Nhìn Dương lồng ngực, của tôi lại nhức nhối vô cùng. Anh đẩy tôi đến bờ vực thẳm, lại nhẫn tâm đâm tôi một nhát, khiến cho tôi hoàn toàn gục ngã. Tôi không mang theo vòng vàng hay trang sức hay quần áo hàng hiệu gì. Tôi vội vàng cầm chiếc túi sách, bỏ điện thoại cùng ví tiền, rồi chạy nhanh xuống lầu. Tinh thần của tôi rất hoảng loạn, tôi chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Ơ, ừ, mợ nhi, mợ đi đâu đấy? À con, con ra ngoài có tí việc. Thế cậu Dương đâu? Sao lại không đưa mợ đi? Anh ấy đang ngủ, con không muốn làm phiền chồng con. Bà chủ dặn mợ đang mệt thì nên ở nhà nghỉ ngơi. Còn có việc gấp, con đi một lát con về ngay. Việc gấp gì à? Bà ta hỏi đến cùng, nhất quyết không cho tôi đi. Không biết khi nào mẹ chồng tôi về, tôi phải nhanh chóng nhân lúc này, đi ngay còn kịp. Vũ Lan tốm lấy tay tôi kéo lại. Có lẽ thái độ kỳ lạ của tôi đã khiến cho bà ta nghi ngờ. Mợ đứng lại, mợ muốn đi đâu? Tôi bảo là tôi có việc gấp cơ mà. Mợ không đi được, đợi bà về. Vũ đừng có kéo tôi. Vũ Lan rất mạnh, tôi giằng tay bà ta ra nhưng không được. Đúng lúc này tôi nghe có tiếng xe ngoài sân. Thôi chết, mẹ chồng tôi về. Trong tình thế cấp bách, tôi không thể nào bình tĩnh hơn được. Tôi sốt ruột, dùng hết sức đẩy Vũ Lan ra. Mợ Nhi. Tôi chạy ra cổng thì thấy mẹ chồng đang mở cửa bước xuống, tiếng la hét của Vũ Lan phía sau tiếp tục vang lên. "Bà ơi, bà mau giữ Mợ Nhi lại." "Có chuyện gì thế?" "Cái vì bị ngã nhập viện, con muốn đến thăm nó, nhưng mà Vũ Lan không cho." Vũ ấy? Bạn con đang nằm bệnh viện nào?" "Dạ, bệnh viện thành phố ạ." À? "Bà chủ à." Vũ Lan lắc đầu, tôi đang cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng hình như bà ta nhận ra được gì Mẹ chồng tôi hỏi Thế chồng con đâu? Anh ấy đang ngủ Bây giờ con đến bệnh viện được chưa mẹ? Để mẹ bảo Dương đưa con đi Không cần đâu ạ à? Anh ấy Vũ Lan này Lên phòng gọi thằng Dương dậy Sau lưng mẹ chồng tôi là tài xế Nếu như tôi không nói không rằng bò chạy Thì chưa ra tới cổng Tôi bị túm lại ngay Những lát nữa thôi bọn họ Sẽ phát hiện tôi nói dối Tôi phải làm sao đây? Nóng vội quá, đúng là hỏng chuyện. Tôi đang khẩn trương nghĩ cách, thì rất nhanh nghe giọng của Vũ Lan hốt hoảng. Điều gì đến cũng đến rồi. Tôi toát mồ hôi nhìn ra cổng. Cái vì nói sẽ đón tôi. Hy vọng nó đến kịp. Bà chủ ơi, tôi gọi nhưng mà cậu Dương không có động tĩnh gì. Cậu ấy bị làm sao rồi bà ơi? Vào nhà rồi nói chuyện. Kìa mẹ, nhưng bạn con... Đi vào nhà, vì đến rồi, tôi nhìn thấy nó, nhưng chưa kịp gọi thì bị Vũ Lan hung dữ, kéo tôi vào trong nhà. Tôi phản ứng lại hất tay bà ta ra, thì nghe mẹ chồng tôi quát. Cô đã làm gì thằng Dương? Con không làm gì hết. Bà ơi, bạn Mợ Nhi đang ở ngoài cổng. Mợ Nhi nói dối. Vũ Lan gằn giọng dằn mặt rồi đẩy tôi xuống ghế. Bà ta lúc này trông rất đáng sợ. Nhưng mà người mà sợ nhất lại đang đứng đằng kia. Mẹ chồng tôi tức giận và gọi lớn: "Chú Quang đóng cổng lại. Mấy người, mấy người làm cái gì thế hả? Thả tôi ra!" Điện thoại trong túi sách đang đổ chuông. Cái Vi không thấy tôi nên gọi cho tôi, nhưng mà chưa kịp nghe máy thì mẹ chồng tôi giật lấy ngay: "Vi ơi, cứu!" Tôi hét lên mong rằng Cái Vi nghe thấy, nhưng lại bị Vũ Lan ghi xuống ghế. Tài xế của mẹ chồng thì lấy hai tay, bụp miệng của tôi lại. Tôi giãi dụa kịch liệt, nhưng mà vô dụng. Những tiếng ú ớ không thể nào thốt ra khỏi cuống họng. Sức lực của tôi bị bọn họ rút cạn kiệt. Sắc mặt mẹ chồng tôi càng ngày càng đỏ bừng, cặp mắt long sòng sọc, giận dữ, cầm điện thoại lướt lướt rồi ném mạnh xuống đất. Hành động này khiến cho tôi sợ hãi, run rẩy. Cô định làm gì? ai cho cô tự ý điều tra con trai của tôi chuyện đã đến nước này rồi tôi không cần phải cố đấm ăn xôi. bàn tay thô giáp kia vừa lấy ra khỏi miệng của tôi tôi liền nói ngay con muốn ly hôn ly hôn cô làm tròn bổn phận một người vợ chưa mà cô đòi ly hôn anh dương mới là người không làm tròn bổn phận con không làm gì có lỗi với anh ấy dù nó không yêu cô thì cô phải sinh cho nó một đứa con không bao giờ. Chú Quang, nhốt nó lại. Không được động vào tôi. Tôi muốn ly hôn. Tránh sao tôi ra. Tôi đạp vào chân của Vũ Lan thì bị tài xế của mẹ chồng quăng cho tôi một cái bạt tai. Đau đến xây sầm mặt mày. Bọn họ lôi tôi lên cầu thang rồi tống tôi vào căn phòng đối diện phòng Vũ mặc cho tôi lá hết khàn cổ nhưng mà họ không thèm đếm xỉa đến tôi. Mở cửa ra. Các người mở cửa ra cho tôi. Tôi muốn ly hôn. Im lặng đi. Cái vì không tìm được tôi, nhất định nó báo công an. Dù công an hay bố mẹ cô đến đây, thì bà chủ đều tiếp hết. vu Lan nói xong nhách môi đóng sập cánh cửa lại. Điều cười khinh khỉnh của bà ta làm cho tôi ớn lạnh. Mọi đồ đạc trong phòng có thể dùng được. Tôi đều lấy để đập cửa, nhưng không xi si nhê gì. Sau một hồi cánh tay tôi dã rời, không còn sức để nhấc ghế gỗ bị rơi một mất bên chân. Từ từ trượt dài ngồi bếp dưới sàn, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo thun mỏng, lồng ngực phập phồng từng hơi nặng nề. Căn phòng này tôi chưa vào bao giờ, cửa sổ không mở được, cảm giác ngột ngạt khó thở. Tôi mím môi, ấm ức bật khóc. Phải chỉ tôi nhanh hơn hay bình tĩnh hơn thì tôi đã an toàn rời khỏi đây. Không biết bọn họ định nhốt tôi như thế này đến bao giờ. Những người trong ngôi nhà này thật đáng sợ, ngay cả Vũ Lan cũng làm tôi bất ngờ. Nghỉ mệt một lát, tôi lại kiên trì đập cửa, lòng bàn tay nóng bừng bừng đau rát. Không biết qua bao lâu, tôi mệt quá nên mới thiếp đi. Dậy đi, cô định giả vờ chết đi à? Có ai đó đang chạm vào người tôi, mình mày ê ẩm giống như đi mượn. Tôi hé mắt thì bị ánh sáng từ bóng điện dọi thẳng vào mặt, khiến cho tôi nhíu mày. Vũ Lan bừng khay cơm để dưới đất, ngay chỗ tôi đang nằm Hất cầm nói với tôi Sướng hay khổ ấy Là do cô tự chọn Biết điều thì bà đối xử tốt với cô Còn nếu như cô chống đối Thì đừng hỏi tại sao Số của mình lại khổ Dương đâu Tôi muốn nói chuyện với anh ta Ý cậu Dương Cũng như ý của bà thôi Cô đừng có tưởng bở Tôi sẽ không sinh con cho anh ta Nếu tôi chết ở đây Thì mấy người không yên đâu Đe dọa gớm nhỉ. Cô có chết đi thì bà lại tìm người khác sinh con cho cậu Dương thôi. Chẳng qua cô được cưới hỏi đàng hoàng nên bà mới ban ơn huệ cho cô. Cô đừng nghĩ chỉ mình cô biết đẻ. Còn bây giờ thì ăn đi. Bà ta nhướng mày rồi nhếch môi đá xéo tôi, biểu cảm cứ như tôi là kẻ thù của bà ta. Vũ Lan vào đây thì chắc chắn cánh cửa không khóa. Tôi giả vờ rơi vài giọt nước mắt cho bà ta hài lòng rồi cầm mâm cơm hất vào người của bà ta. Nhận lúc bà ta giống lên như bị chọc tiết, tôi vặn chốt cửa rồi mừng quính chạy xuống lầu. Cậu Dương! Cô ta trốn rồi! Cậu Dương! Tôi không dám chậm trễ, hai chân quính quáng muốn vấp vào nhau, tưởng chừng có thể rời khỏi đây. Nhưng cơ hội của tôi bị dập tắt, bởi vì Dương đang đứng ở dưới chân cầu thang. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm, anh ta nhạt nhẽo nói với tôi Em nghe lời của mẹ đi Bà mẹ tôi đối xử với anh như thế nào Anh không cảm thấy cô lỗi Với gia đình chúng tôi sao Anh sẽ bù đáp cho em Dối trá Anh nghe cho rõ đây Tôi không sinh con cho anh và Tuấn Không bao giờ Dương lúc này quát lên Đồng đành Chỉ tay vào mặt của tôi Anh cưới em về Không phải để làm cảnh Nực cười. Anh cưới tôi để che đậy giới tính chứ gì. Cả anh và Tuấn đều là những kẻ ích kỷ đáng khinh. Tôi chết lặng nhìn Dương. Không thể nào tin rằng anh ta vừa mới tát mình. Cho dù anh ta không yêu tôi đi chăng nữa. Nhưng đánh đàn bà con gái thì vô cùng hèn hạ. Tình yêu của tôi dành cho Dương đang chết dần chết mòn. Sau cái tát này, có những thứ không bao giờ lấy lại được. Dương lúng túng bao biện, Tuấn không liên quan gì đến chuyện này. Cô đừng có lôi anh ấy vào. Tôi không ngu. Những đoạn video, tin nhắn chat chít của hai người. Tôi đọc hết rồi. Anh đem kim chi mẹ tôi làm cho anh ta ăn. Không cảm thấy xấu hổ à? Anh có cảm thấy nghẹn không? Đừng nhiều lời với cô ta làm gì thưa cậu Dương. Sau lưng là Vũ Lan, trước mặt là Dương. Tôi không có đường lui nên liều mạng đẩy anh ta ra. Nhưng Dương lúc này túm lấy tóc của tôi kéo lại. Nước mắt tôi chảy thành dòng. Không phải vì đau đớn, mà bởi vì cách hành xử của Dương làm cho tôi quá thất vọng. Anh ta bình vực tuấn, mà sẵn sàng đánh tôi. Cũng phải thôi, đó là người mà anh ta yêu. Còn tôi có là cái thá gì đâu. Tôi tự cười chua xót cho chính mình. Nếu có thể làm lại, tuyệt đối tôi không bao giờ bước chân vào ngôi nhà đáng sợ này. Hai người họ lôi tôi sành sạch lên lầu. Dương bất mãn bỏ đi xuống, không thèm liếc mắt nhìn tôi một giây. Chỉ mới mấy tiếng đồng hồ, mối quan hệ của vợ chồng chúng tôi lại thay đổi chóng mặt. Bây giờ nhìn chúng tôi, sống như kẻ thù với nhau. Tôi sai, khi chưa tìm hiểu kỹ, đã vội vàng kết hôn. Dương sai khay từ đầu, đã lừa dối tôi. Chỉ có chấm dứt cuộc hôn nhân này thì mới giải thoát cho nhau. Cô đường Hồng ra khỏi đây. Đói đến chết đi. Tôi lại bị đầy vào căn phòng vung vãi thức ăn. Vũ Lan chỉ chiết cấu vào lưng của tôi mấy cái cho bỏ ghét, sau đó khóa cửa lại. Dù bọn họ có đe dọa thế nào đi chăng nữa, tôi không thể nào từ bỏ ý định bỏ trốn được. Cửa đều đóng kín, muốn ra ngoài hoàn toàn không có khả năng. Tạm thời tôi chỉ còn cách giả vờ ngoan ngoãn, nghe lời mà thôi. Nhưng nếu thỏa hiệp ngay Thì bọn họ lại nghi ngờ Trước tiên phải kéo dài tình hình này Trong vài hôm Đợi bọn họ nghĩ rằng tôi không trụ được Rồi tôi hãy cầu xin Trong phòng có nhà vệ sinh Tôi dọn đồ ăn Đổ ở dưới sàn nhà sạch sẽ Rồi đi tắm Nhà chồng tôi rất rộng Phòng ở không hết Nên trong căn phòng trống này Chẳng tìm được một bộ quần áo Tôi tắm xong lên giường đắp chăn ngủ Có lẽ vì mệt quá Nên một lúc đã mê man bên ngoài còn tối hay sáng tôi không thèm quan tâm sau một giấc ngủ giống như là tôi ngủ mấy ngày mấy đêm bụng của tôi rất đói nên vội vàng tỉnh giấc vũ lan dọa tôi thôi tôi nghĩ bọn họ không để cho mình chết đói huống hồ tôi ngủ với vũ mấy lần mẹ chồng không biết tôi đã uống thuốc tránh thai nên chắc chắn bà ta đang hy vọng chốt cửa đang xoay tròn tôi vội kéo chăn đắp ngang ngực Vợ như đang ngủ say, giọng của Vũ Lan lý nhí. Cô ta đang còn ngủ, cứ để đó đi. Mùi đồ ăn bay tới khiến tôi cồn cào, nhưng đợi gần 5 phút trôi qua, không có động tĩnh gì, tôi mới ngồi dậy. Quả đúng như tôi suy đoán, bữa sáng được chuẩn bị rất chu đáo, một tô bún riêu kèm theo quả chuối và sữa. Tôi không dại dột, hất đổ như tối hôm qua, phải ăn mới có sức để chiến đấu với bọn họ. Năm ngày liên tiếp tôi ăn và ngủ, phạm vi sinh hoạt vòn vẹn trong bốn bức tường. Dương không xuất hiện, chỉ có Vũ Lan đem đồ ăn và quần áo cho tôi. Cũng đến lúc tôi nên làm điều gì đó. Lạnh quá, Vũ Lan ơi, tôi lạnh quá. Và vịt, không muốn ăn thì nhịn. Tôi bị sốt rồi, tôi khó chịu lắm. Tôi qua tôi tắm nước lạnh cả đêm để bị cảm, sang tôi va vào nhau run cầm cập, cả người thì nóng như lửa đốt. Không phải là diễn đâu, mà là tôi bị sốt thật. Cô ngồi dậy nhanh lên. Nghe tôi rên hừ hừ, Vũ Lan bán tín bán nghi, đi tới cạnh giường rồi sờ tay lên chán của tôi. Sau đó bà ta nhanh chóng, rụt tay lại. Bà ta chạy ra khỏi phòng, đoán trường đi gọi mẹ chồng tôi. Dù đang sốt nhưng tôi còn ý thức, vậy nên khi giọng nói trầm ấm quen thuộc kia vang lên, tôi không biết vui hay là buồn. Đến bệnh viện đi. Không được. Nó đã biết hết chuyện của em con rồi, không thể nào để nó ra ngoài được. Mẹ đang làm cái quái gì thế? Hai người định giam lòng Nhi cả đời hay sao? Tạm thời cứ để nó như vậy, con đừng có xen vào vũ à. Tay của tôi đang giấu trong chăn xiết lại, thái độ mẹ chồng vẫn không thay đổi. Khi nào tôi chưa mang thai thì đường hồng rời khỏi căn nhà này. Vũ Lan có thuốc hạ sốt không? Dạ tôi có cậu ạ. À. Lấy lên đây cho tôi. Kìa Vũ, cứ để Vũ Lan trông chừng nó. Con đi ra ngoài đi. Nệm lúc này bị lún xuống một nửa. Có bàn tay lên chán của tôi. Nhiệt độ chênh lệch rất rõ. Lòng bàn tay này rất rộng. Mùi hương nằm tính thoáng qua nơi chóp mũi. Tôi bắt đầu mê man. Âm thanh truyền qua tai ù ù. Chẳng thể nào tiếp nhận. Cơ thể hết lạnh rồi lại nóng. Cơ thể của tôi đang thả chui lênh đênh trên biển băng lớn bị sóng đánh vỗ giạt vào bờ khiến tôi run rẩy. Nhưng sau đó tôi như trôi giạt đến một nơi sa mạc heo hút, sức nóng khủng khiếp từ trên cao dọi xuống khiến đỉnh đầu của tôi đau nhức, mồ hôi liên tục túa ra, ướt đẫm cả áo. Một dòng nước mát lạnh dưới qua thân thể khô cằn như nắng hạn gặp mưa rào. Tôi thầm là muốn được tưới mát nhiều hơn. Theo phản xạ tự nhiên, chụp được một bàn tay cứng cáp sao lại là anh chứ tôi chán ghét buông tay vũ ra anh ta đang vắt khăn rồi đắp lên chán cho tôi nhận ra anh thì em hạ sốt rồi đấy anh cũng giống như bọn họ lừa dối tôi còn giả vờ quan tâm tôi làm gì chứ quan tâm cũng cần có lý do sao dù tôi không biết mục đích của vũ là gì nhưng ít nhất anh ta còn có tình người không bỏ mặc tôi bất tỉnh nằm đây phải rồi sao tôi không dựa vào vũ chứ anh ta có vẻ không hài lòng về cách giải quyết của mẹ mình và em trai tôi cầu xin anh ta giúp mình liệu có khả thi hơn không dù phần trăm nhỏ nhoi thôi nhưng không thử làm sao mà biết được tôi thều thào giọng nói ồm ồm như vịt đực mấy hôm nay anh đi đâu thế nhớ anh à tôi đang nghiêm túc lắm anh có đùa đâu nhìn tôi bây giờ buồn cười lắm sao cũng không đến nỗi nào tôi khát nước vũ rót cho tôi một ly nước lọc đưa đến tận miệng cho tôi hành động săn sóc này không giống đang giả vờ vì anh ta vừa mắt tôi nên dương mới chọn tôi để cưới gu bạn gái của vũ toàn mấy cô chân dài bốc lửa không biết anh ta vừa mắt tôi ở điểm nào chứ Nước chiếm 71% diện tích bề mặt trái đất. Yên tâm, không ai giành hết với em đâu. Tôi nghe xong biểu môi, muốn uống thêm vài ngụm, nhưng bị anh ta đá xéo nên thôi. Vũ đặt ly nước xuống bàn, tiện tay lấy chiếc khăn trên chán của tôi xuống, rồi bưng thau nước đứng dậy. Tôi vẫn chưa nói gì. Anh ta bỏ đi như vậy, thì ý định mới vừa rồi của tôi phải làm sao đây? Tôi khẩn trương hỏi. Anh đi đâu thế? Vào nhà vệ sinh Em đi cùng không? Tôi không Muốn tắm chung thì cứ lên tiếng Không cần phải ngại ngùng Tôi đói Anh có thể làm cho em no bụng Trong đầu của anh không thể nào nghĩ được gì Ngoài chuyện đó hay sao? Chuyện đó là chuyện gì chứ? Anh biết rồi còn hỏi Anh không biết Đang rửa tay lắng nghe đây Anh đừng có mà điêu Thế em có đang nghĩ về chuyện đó không? Mở mang tầm mắt cho anh đi tôi không nên hy vọng gì ở anh ta thì hơn nói chưa hết ba câu lại bắt đầu ngà ngớn vũ vào nhà vệ sinh một lát rồi đi ra ngồi xuống giường muốn kiểm tra nhiệt độ trên trán của tôi thêm lần nữa tay anh ta mát lạnh vừa sờ lên trán của tôi làm cho tôi co lại như rùa rụt cổ tôi lén nhìn vũ chợ thấy mình lúc này thật yếu ớt một hành động quan tâm nhỏ nhoi cũng làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều tôi đã tin tưởng và yêu sai người nên mới thành ra như thế này đây. Bây giờ nếu tôi phán đoán sai tiếp thì chẳng khác nào tự mua dây buộc mình. Em muốn ăn gì? Tôi ăn gì cũng được. Thế có ăn anh không? Cái tên hầm này, biết như thế tôi không nên mở miệng thì hơn. Vũ vừa bỏ tay từ chán tôi xuống, tôi vội vàng kéo chăn trùm kín đầu. Tuy đã hạ sốt nhưng mà cơ thể của tôi còn dâm gian khó chịu. Cổ họng đau rát, làm giọng của tôi lạc hẳn đi. Không gian trở nên yên tĩnh sau tiếng đóng cửa. Tôi vén chăn ngồi dậy để nhiệt độ thoát ra bên ngoài. Tôi tự làm mình bị cảm. Bước đầu coi như tạm ổn. Bọn họ không thể nhốt tôi trong phòng mãi được. Bước tiếp theo, tôi nên làm gì đây? Tôi phải suy nghĩ sẵn trong đầu. Tôi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, cởi chiếc áo thun dính mồ hôi trên người, bò vào trong giỏ. Mới hạ sốt nên tôi không dám tắm, xối nước qua loa, rồi bước ra ngoài. Em thế này là muốn no bụng kiểu gì đấy? Vũ Lan đem hơn cả chục bộ quần áo, bỏ vào trong tủ cho tôi. Đây là mẹ chồng mua, bà ta rất quan tâm đến vẻ bề ngoài, nên dù bị nhốt, vẫn cho tôi ăn mặc đẹp. Lúc nãy tôi chỉ định rửa mặt, nên không lấy quần áo. Thành ra bây giờ tôi đang trần trụi trước mặt Vũ. Tôi nghĩ anh ta đã đi rồi. Tay chân luống cuống khép lại che cái gì mà che có chỗ nào anh chưa thấy qua đâu bộ bát trèo chân ngồi trên ghế nhìn tôi cười đều không phải lần đầu tiên bị anh ta nhìn thấy sạch sành xanh như thế này nhưng mà tôi ngại ngùng lắm hai má nóng ran ấp úng anh nhắm mắt lại có được không ừ ok em thay đồ đi hiếm khi anh ta nghe lời tôi như vậy tôi chạy tới tủ quần áo lấy ra một bộ đồ sau đó mặc vào đúng là hấp tấp chẳng làm được việc gì có cái cúc áo mà tôi cài cũng lệch lên lệch xuống để anh giúp từ khi nào vũ đứng sau lưng tôi luồng nhiệt lan tỏa không biết đang từ tôi hay từ lồng ngực săn chắc của anh ta tôi vội vàng chụp tay của vũ lại tôi tự làm được rồi phải cởi ra hết sau đó cài lại từ đầu chứ từng ngón tay của vũ chạm vào ngực tôi những cái động chạm ái muội như có dòng điện xẹt qua khiến tôi tê dần hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy tôi dùng mình né tránh thì vô tình làm tay vua vũ chạm qua nơi cao ngất toàn thân của tôi cứng ngắc không dám cựa quậy tiếng cười êm ái vang lên lát nữa anh bận rồi nhưng nếu như em muốn ai muốn chứ tôi dứt khoát đầy vũ ra rồi bước lại giường ngồi trên bàn có một tô cháo nhưng mùi vị rất lạ. Không cần anh ta lên tiếng, tôi tự lấy ăn. Nhưng mới được một muỗng, tôi vội vàng nhăn nhó mặt mày. Chào tía tô, ăn dài cảm rất hiệu quả. Em ăn đi. Tôi nghe xong không chế nữa, ngoan ngoãn ăn hết tô cháo. Vụ nói rằng có việc bận nên đợi tôi ăn xong, anh ta cũng đi mất. Tôi uống thêm một lần thuốc rồi nghỉ ngơi. Đến chiều cảm thấy trong người mình khỏe hẳn, tôi đi tắm rồi đợi đến giờ ăn cơm tối như thường lệ đúng giờ vũ lan mang theo vẻ mặt đắc ý xuất hiện trong phòng của tôi ăn cơm đi tôi muốn nói chuyện với anh dương chuyện gì tôi đồng ý sinh con cho anh ta nhưng với một điều kiện nói điều kiện cho tôi nghe xem nào tôi muốn thụ tinh nhân tạo yêu cầu của tôi không có gì quá đáng huống hồ bọn họ còn đang mong như vậy vũ lan đặt mâm cơm lên bàn rồi đóng cửa chắc đi gọi mẹ chồng tôi nóng lòng chờ đợi chỉ cần ra được khỏi căn phòng này tôi sẽ có cách trốn được vũ lan trở lại nhưng không phải một mình còn có thêm mẹ chồng và dương anh ta cầm theo một tờ giấy tôi thắc mắc không biết đó là gì đây là đơn ly hôn con trai tôi ký rồi chỉ cần cô sinh xong cô có thể được tự do Tôi chỉ muốn giật lấy đơn ly hôn Có chữ ký của Dương Sau đó ký vào Đây là thứ tôi cần nhất lúc này Chỉ cần một chữ ký Có thể chấm dứt với anh ta Nhưng ly hôn nào dễ dàng như vậy Tôi cười chua chát Bà có điều kiện Nhưng mà tôi cũng có Chúng tôi chấp nhận điều kiện đó của cô Lấy gì đảm bảo Tôi không ngủ với Vũ Lão Sược Bà cho cô một cơ hội Mà cô còn dám trả treo kìa Vũ Lan. Bị nhắc nhở, bà Lan mới ngậm miệng lại. Tôi nhìn Dương thách thức. Thụ tình nhân tạo, anh làm được chứ? Dương miếm môi, giống như tôi vừa mới đụng chạm vào lòng tự ái của anh ta. Dù bằng cách gì đi chăng nữa, Tuấn không muốn để tôi mang thai con của Dương. Nếu như bây giờ chúng tôi thụ tinh nhân tạo, không biết anh ta có làm mình làm mẩy, đòi chia tay hay không. Được như vậy thì tốt quá tôi cảnh cáo cô ngoan ngoãn nghe lời sinh ra một đứa bé khỏe mạnh cô từng nghe qua câu chị làm em chịu chưa bà tôi nắm rõ gia đình của cô trong lòng bàn tay muốn để họ được sống yên ổn hay là họ sống bất hạnh đây tùy thuộc vào thái độ hợp tác của cô tôi sững sờ trước những lời đe dọa của mẹ chồng biết bà ta không phải người đơn giản nhưng lôi cả gia đình tôi ra uy hiếp như thế này thì quá là thủ đoạn Đừng trước loại người như bà ta, tuyệt đối đừng tự cho rằng mình là người thông minh. Sương tặng cho tôi một nụ cười khinh miệt rồi theo mẹ ra ngoài. Tôi sợ bà ta rồi, sợ thật chứ không phải là sợ giả vờ. Phải tính toán lại từng bước đi, cẩn thận không để liên lụy đến bố mẹ và bé Hân. Hai ngày nhanh chóng trôi qua, vẫn không có gì thay đổi. Ngoài Vũ Lan ra, tôi không gặp được người nào khác. Tôi chỉ quanh quần trong phạm vi căn phòng này Nên đã khám phá hết mọi ngóc cách Cửa sổ hình như đóng từ bên ngoài Tôi thử mọi cách nhưng không mở được Tôi đang loay hoay thì Vũ Lan bước vào Sau lưng bà ta Là một người đàn ông trung niên Mợ nhi Đây là bác sĩ Tường Bà chủ mời về để khám cho mợ Vũ Lan diễn hay thật Cười tươi đon đà giới thiệu Tôi là người chủ động thỏa hiệp với bọn họ Nên biết an phận Tôi lịch sự chào hỏi Chào bác sĩ. Bà ngồi xuống đó để bác sĩ khám cho. Dạo này mợ chán ăn nên bà chủ lo lắng. Không biết sức khỏe có vấn đề gì không, thưa bác sĩ. Cô có áp lực chuyện gì hay không? Mợ nhì đang muốn nhanh chóng mang thai. Chắc là mợ ấy đang lo lắng quá. Bác sĩ hỏi tôi câu nào. Bà Lan đều đớp lấy và trả lời thay cho tôi. Người ngoài nhìn vào chắc ao ước được giống như tôi lắm có mẹ chồng chu đáo yêu thương hết mực, như thế còn gì bằng, nhưng mà ai ở trong chăn mới biết chăn có giận. Sau khi kiểm tra cho tôi xong, bác sĩ không nói kết quả ngay mà theo Vũ Lan ra ngoài. Tôi tự biết mình không mang thai nên tâm lý vô cùng thoải mái, còn về sức khỏe thì trước khi kết hôn tôi có đi khám tổng quát rồi, không có gì quan ngại. Một lát sau Vũ Lan đem cơm trưa vào, sẵn tiện thông báo với tôi Ngày mai bà chủ bảo đưa cô đến bệnh viện đấy. Vậy là sức khỏe của tôi đủ điều kiện mang thai có phải không? Ừ. Tôi thở phào nhẹ nhõm như đang mong đợi nhanh chóng mang thai. Vũ Lan tất nhiên rất hài lòng với thái độ này của tôi. Tôi ăn rồi ngủ như thường. Mỗi lần bà ta đưa cơm, tôi đều chủ động hỏi thăm vài câu. Trong lúc mang thai, tôi cần chú ý những gì, dưỡng thai ra sao. Hỏi chúng trọng tâm, nên bà Lan này có vẻ nhiệt tình, chỉ bảo cho tôi nghĩ đến sáng mai tôi được ra ngoài tôi vui mừng không ngủ được nằm thao thức mãi mí mắt không chịu sụp xuống tôi không thấy vũ đâu không biết anh ta bận thật hay mẹ chồng tôi không cho anh ta gặp tôi nữa bọn họ sắp xếp để tôi ngủ với vũ chắc chắn có lý do dương thì không có khả năng làm tôi mang thai rồi họ không nhận đứa trẻ khác bên ngoài về nuôi tôi đoán mẹ chồng muốn đứa bé phải cùng huyết thống với mình Tôi gác tay lên chán thở dài. Không biết bố mẹ và cái hân cùng với bản thân của tôi thế nào. Họ có đang tìm tôi không? Tôi nhớ nhà. Sau khi trốn khỏi đây, chắc chắn tôi tìm chỗ nào đó lánh mặt một thời gian. Rồi sau đó ra tòa ly hôn. Tuy nhiên điện thoại của tôi lại bị mẹ chồng đập rồi. Nhưng mà tôi có lưu mấy đoạn video vào Gmail. Chỉ cần khôi phục được là tất cả xong xuôi sau một đêm lăn tăn gần sáng tôi mới ngủ được vậy nên khi mẹ chồng vào phòng tôi vẫn chưa dậy nhi dậy đi ăn sáng rồi đến bệnh viện dạ vâng ạ à. tôi hé mắt nhìn thấy bà ta ăn mặc sang trọng đang đứng cuối giường tôi uể oải vén chăn ngồi dậy mẹ chồng mở tủ quần áo chọn đồ cho tôi ra ngoài phải ăn mặc sao cho đẹp để người ta nhìn vào mà trầm trồ khen ngợi Gia đình chồng tôi giàu có mà. Còn dâu, đâu thể nào xuất hiện, xoành xoàng được chứ. Một bộ trang sức lấp lánh, để sẵn trên giường, cùng với bộ váy màu nút, dài qua gối. Tôi nhanh chóng mặc vào. Đúng là người đẹp vì lụa. Nhìn không sai đâu. Nhìn tôi thế này, da dáng sang trọng lắm. Cầm lấy đi. Mẹ chồng hài lòng đưa cho tôi một chiếc túi sách. Tôi lén mở ra xem nhưng bên trong trống rỗng không có gì sau bao nhiêu ngày chờ đợi cuối cùng tôi cũng được ra ngoài cảm giác của tôi lúc này mừng rỡ xen lẫn sự khẩn trương tôi theo mẹ chồng xuống cầu thang phải kìm nén lắm hai chân của tôi mới không bỏ chạy tôi rút ra kinh nghiệm rồi làm việc gì cũng đừng nên nóng vội đừng nên quá hấp tấp quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Thú vui hoan lạc được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 4 của câu chuyện này. À, nói thật thì sau khi mà lắng nghe xong tập 4 thì Tâm An lại cảm nhận cái anh chàng tiên vũ kia lại là một người hoàn toàn khác với gia đình của mẹ chồng cô gái tên là Nhi. Bởi vì đến cuối cùng thì người quan tâm Nhi lại chính là Vũ. Quan tâm cô chăm sóc cho cô lúc cô ốm đau nói những câu tếu đùa để khiến cho cô vui và chắc hẳn là vũ sẽ giúp cô gái tiên nhi của chúng ta nhưng mà giúp bằng cách nào đây chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập năm của câu chuyện này để chứng kiến người mẹ chồng tàn ác và người chồng cũng tàn ác không kém sẽ làm những gì với cô gái tiên an tiên nhi xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi và quý vị ơi sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này như thường lệ thì quý vị hãy ủng hộ cho tâm an bằng cách like chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh xin cảm ơn rất rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo